21 tháng 1 cho mấy con bò này về ở cầu Củ Chiên. Cho ông khách ở cầu Củ Chiên. Anh chị có mua thì liên hệ số 0395168767. Mai mình tiếp tục về một xe bò mới. Em bắt là bò hằng, biết hằng đẹp. Anh chị có mua thì thường ghé tại bò tham khảo. Bò bắt chuẩn, bò hệ, bò đẹp. Chứ anh nắm dao cầu Củ Chiên. Đây nữa nè. Đi với sư phụ đi đâu nữa? Đi coi xe gì đâu đi. Hai đi kiếm sợ rõ đóng cửa gì. Nay đi sư phụ. Ở mày đi hoài luôn á. Đi. Ê, anh gọi. Đi về cậu Chiên mày. Sao chạy em đi du lịch đó hả? Mới vậy. Mua xe mới mà tại vì em không lòi ra. Đó em nói gọn tháng từ mua. Tại vì em không lòi ra. Đi. Hay với em nói mua mới là người lẩu. Đi, mới lẩu. Yeah.
Nhớ lấy 40 nha Nam. 40 hả? Dạ. Có trăm tiền nữa không? Có đổ gì vậy đấy? Ông có hạn cái bình chưa? Hình như hạn bình rồi phải không? Đổ 200 đi.